cái bế vào răng hàm mặt, bắt bọn ở răng hàm mặt không bằng cái kim nhỏ nhất. Là bế đi chạy bộ luôn ý. Thôi mà không có xe, tức là không đi xe cho nó kịp, xe không ai bế được. Hình như hồi mẹ con đi đâu, vì nó chảy máu, với lại không nhanh thì nó không bị nhiễm trùng, với lại nó sạch, nó không đi vào bộ bọn bác muốn nó thôi. Nó nhanh, với lúc anh Phúc cũng hoảng, những vết thương trên đầu nó chảy nhiều máu mà. Thì anh còn nhìn thấy rồi chứ? Anh nhìn thấy ghê. Bây giờ vẫn còn cái sẹo nhỏ. Vâng, còn sẹo mai chứ còn đây vẫn còn sẹo nguyên chán. Còn cả một cái sẹo nó sau gáy. Hình như cái cầu thang là cái sau gáy. Trên chán là cái tủ bây giờ. Không, trên chán. Thế à? Thế thì cả chắc cái trong tủ. Còn một trong tủ nhớ nhớ Ngọc nữa. Bởi vì cái trên chán như là khâu ở ra rồi. Ở tủ thì là mẹ con đứa. Thật ra là sau đấy bông Quỳnh cứ trốn tìm cho trong tủ là cứ bị mắng. Anh Phúc đã bị như thế rồi ấy. Trẻ con chơi trốn tìm. Tủ to, tủ nó đổ. To nhưng nó rộng. Và cái xe thân này cũng là cái kỷ niệm ấy. Chứ là người ở đây thôi. Là một cái đấy. Nếu mà chốt được cái ngày là mình sẽ phải thông báo sớm với mọi người đấy. Chốt được ngày xong thì con sẽ đặt in thiệp. À xin lỗi, chốt được cái chốt được chứ, địa điểm ấy. Địa điểm chứ quên ngày. Thì xong con phải đi đặt in thiệp đã. Xong có thiệp cái đi phát thiệp thôi bố. Thì nó bắt đầu muốn viết thiệp xong phát thôi. Đón nhầm, người ta đứng ở đây, bố đón chỗ khác. Bố đến đăng ký.
Thế là mình không ngờ đây cái khách sạn quân đội ở đây nó xây vào mà đẹp thế.